chim chín chùm nhum luôn em ơi. Đây một con này. Đằng kia một con nữa kìa. Chưa để em gỡ ra. Nhìn hả? Có lép. Có lép, bỏ túi này đi. Đang lên lưới này. Dính không dính anh em ha, dính quá trời nè, dính thòng lưới nè. Dính. Mấy cục ở đây gỡ ra vô được mớ rồi để họ điếp lại hết coi nhiêu. Dính con đắng nó gì vậy? Dính con đắng gì nó trùng lưới xuống rồi, nó trùng lưới xuống tuốt ở dưới luôn rồi. Thôi để lại đi, họ ra ấy rồi dập luôn. Được mấy cò ta? 2 4 6 con hả? Dưới đây bọc không biết nhiêu con luôn, quá trời luôn rồi. Chắc cũng mấy chục con à. Đây hồi điểm thử coi. Còn đây là hình quả bữa nay mình được đâu 7 con cò, 2 4 6 7 7 con cò. Năm con lớn, năm con lớn. Con 1 2 nhát. 3 nhát, 4 nhát. Bảy nhát, tám nhát, chín nhát, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 con, 20 con, hơn 10 con.